Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho con voi chúa tể bóng tối đối với năm con voi mà mình có. Năm con voi mà mình cho đấu gồm có cánh chim bảo tối, phải ngọc băng xanh lam, phải sơn hà linh hoàng, chúa tể bóng tối bên trên và ở giữa, và có thu lại chảo. Mình sẽ không cho đấu với con thần bảo tối phải ha. Đây là con này và đã bị gãy cái vòng chiến đấu rồi, bữa nào mình sẽ nhờ ba sửa lại. Nên là mình sẽ cho đấu với năm con này thôi. Con người đầu tiên mình cho đấu là cánh chim bảo tối S fake. Mình sẽ cho đấu. Mình sẽ cho đấu bằng đấu nhỏ. Và con voi thua trong ván này là cánh chim bảo tối S fake. Cánh chim bảo tối S fake đã bị chú tàu bóng tối đến bay ra ngoài rồi. Rồi, ván thứ hai. Và ván này con voi thắng vẫn là chú tể bóng tối. Chú tể bóng tối thắng chung cuộc. Và cánh chim bảo tối fake đã bị loại. Con voi tiếp theo mà mình cho đấu đó là chú tể bóng tối. Giờ cho hai con chú tể bóng tối này đấu với nhau.
Mình đã cậy cái lò xo của con à, mình đã mở cái con à, chứa tạo bóng tối trên cùng ra, mình cậy cái lò xo ra rồi, nên là mình nghĩ là đốt kiểu này thì cái con trên cùng với con ở giữa sẽ không có tách đôi ra đâu. Nên là khi mà cậy cái lò xo ra rồi thì hai con này sẽ ít nhạy hơn. Cái con trên cùng khá là khó rớt khỏi cái con bên dưới. Và ván này con quay thắng, đó là chú tay bóng tối ở giữa và chú tay bóng tối trên cùng, 1-0. Mình sẽ cho đấu ván thứ hai. Dạ, ván này con quay thắng cũng là chú tạo bóng tối ở giữa và chú tạo bóng tối trên cùng. Con này thắng chung cuộc 2-0. Những con quay thắng mình sẽ để ở bên trái, và những con quay thua mình sẽ để ở bên phải. Dạ, con quay tiếp theo mình cho đấu, đó là ba tu lệ trảo. Và con quay có tư lựa trả là con quay thắng trong ván này 1-0.
và con quay thua là trước tới bóng tối. Mình sẽ cho đấu vòng thứ hai. Và con quay thắng chung cuộc là báo thua là trảo 2-0. Con quay thua trong ván này là chưa tới bóng tối. Mình sẽ để con báo thua là trảo qua bên trái. Con quay tiếp theo mình cho đấu là Ngọc Băng Xanh Lam Phi. Quay thắng trong đó này là trước đã bóng tối và Ngọc Băng Xanh Lam Phi đã bị đánh bay ra ngoài. Trước đã bóng tối chiến thắng 1-0. Giờ mình sẽ cho đấu ván 2. Và con quay thua là Ngọc Băng Xanh Lam Phi, con quay chiến thắng là chưa tới bóng tối. Tới bóng tối thắng chung cuộc trong ván này. Và con thắng chung cuộc này là chưa tới bóng tối. Sẽ để con này mua một bên. Và con quay tiếp theo mình cho đấu đó là con này Linh Hoàng và cũng là con quay cuối cùng mình cho đấu. Mà vẫn còn quay rất là tốt. Bây giờ con quay nó đã bị chạy qua mấy cái thành
cái bàn đấu và làm giảm lực của con voi, nhưng mà vẫn còn voi khá mạnh khi mà vào bàn đấu. Và mình thấy ván đấu này là một ván khá nhanh đấy. Và mình thấy là nếu như ở cái góc độ trong máy quay thì mình nghĩ là hai con này hòa, nhưng mà mình thấy ở cái góc độ thực tế thì con Sơn Hà Linh Hoàng thắng. Vì Sơn Hà Linh Hoàng dừng sau chứ tôi bóng tới một chút, và đó ngày con Sơn Hà Linh Hoàng là con chiến thắng 1-0. Mình sẽ cho đấu tiếp ván 2. Và ván này con voi chiến thắng vẫn là Sơn Hà Linh Hoàng. Sơn Hà Linh Hoàng thắng chung cuộc. Và cuối cùng thì mình đã đấu xong 5 con với chú tại bóng tối, và mình đã xác ra được 3 con thắng và 2 con thua. 2 con thua đó chính là cánh chim bảo tố S Fake và Ngọc Băng Xanh Lam. Và ba con thắng đó là chú tại bóng tối, ba thú lợi trảo và Sơn Hà Linh Hà. Khi mà mình sửa xong con này rồi thì mình sẽ làm thêm video bổ sung cho cái tập này ha các bạn. Nếu được thì mình sẽ làm, còn nếu không thì thôi ha các bạn. Bây giờ mình thấy phần làm đấu mà mình thấy con này cũng có thể thắng, mà con chúng tôi cũng tới cũng có thể thắng con này. Thì video của mình tới đây là hết, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào tất cả, xin tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.